Thân mến chào tất cả các bạn và anh chị. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn thêm một số cái mẫu mà thuộc về mẫu bóng bạc, mà nó đặc biệt là thuộc về cái mẫu bóng bạc hình tròn. Qua những cái video em làm á, nếu anh chị và các bạn nào cảm thấy những cái video em phù hợp á, thì hãy cho em xin một like và một cái subscribe đăng ký và nhấn cái chuông để đừng bỏ lỡ những cái video mà em đăng tải lên, để biết được những sản phẩm mới, đặc biệt là những anh chị và các ở những khu vực mà xa khu đô thị hoặc là những cái trung tâm á, mà phân phối những đồ chơi cho em á. Thì qua kênh này thì em sẽ chia sẻ những cái mẫu đồ chơi mà thường xuyên mà ở ngoài thị trường buôn bán đó. Nếu như mà các bạn và anh chị cảm thấy đẹp á, thì có thể lấy về buôn bán, mà ba mẹ cảm thấy hay á, thì mua gì cho con chúng ta chơi. Mời anh chị và các bạn xem chi tiết cho màn hình ha. Thì đầu tiên em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn, đó là cái mẫu là mẫu bóng bạc mà hình lồng trái tim nha các bạn anh chị. Đó, cái mẫu bóng bạc mà hình trái tim á. Đây. Thì cái mẫu này nè, thì em thấy ở ngoài thị trường thấy buôn bán rất là nhiều luôn á các bạn anh chị. Cái mẫu này thì nó bạc lồng thì nó nhiều mẫu lắm. Có thể là lồng con Kitty nè, lồng con Doraemon. Nhưng mà ở đây em đang review đó là lồng con hình trái tim ha, trái tim bên trong. Thì anh chị và các bạn xem đi, rồi em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái chi tiết về cái mẫu mà bóng bơm lên luôn. Đó, thì trên cái sản phẩm này nó in rất là nhiều hình đóa hoa hồng ha. Nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương nè. Thì cái trái tim, cái màu hồng bên trong này là cái trái tim nó lồng bên trong á. Lồng tức là sao? Tức là cái trái tim nó nằm ở bên trong cái bong bóng luôn á các bạn và anh chị. Thì sao trước gì nó cũng in theo hình đóa hoa hồng ha. Thì cái mẫu này rất là phù hợp bán những cái mùa mà thuộc mùa lễ Valentine á, nghĩa là mùa lễ tình nhân các bạn. Thì cái mẫu này rất là hấp dẫn cho các anh chị và các bạn mà đôi trang lứa, tại vì trên này có chữ I love you nè. Trên này có chữ I love you rất là đẹp. Các bạn thấy không? Rồi, em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái mẫu chi tiết ha. Đây, cái trái tim nằm lơ lửng bên trong ha. Thì các bạn nhìn ha. Cái mẫu thứ hai em muốn review đó là cái mẫu bóng bạc và hình tròn, cho nên nó có in hình con Doraemon nha các bạn anh chị. Đây là cái mẫu này. Đây nó cũng là cái hình tròn. Đây anh chị và các bạn xem ha. Cho nên nó có in hình con Doraemon và những cái hình khác hai bên bề mặt nó cũng in giống hệt nhau vậy đó. Thì kích thước của những sản phẩm này thì anh chị và các bạn có thể cập nhật vào website của em ha, để biết được chi tiết về kích thước hơn. Ở đây thì em chỉ review cho anh chị thấy cụ thể thôi. Đây, em cũng có bơm sẵn rồi nè, là cái mẫu này. Thì các bạn xem ha, ở đây thì không gian nó nhỏ lắm. Đây. Anh chị và các bạn cũng lưu ý ha. Nói chung là thiếu đó, em review xong rồi em sẽ nói cái lưu ý về những sản phẩm này nè. Rồi, sản phẩm tiếp theo em muốn review đó là cái sản phẩm mà cái cũng hình bông bóng bạc hình tròn luôn. Đó là cái bông bóng bạc hình con siêu nhân, cho nên nó in hình con siêu nhân nè. Đây anh chị và các bạn xem ha. Đó, in hình siêu nhân. Rất là đẹp ha, rất là dễ thương. Thì những cái mẫu mã này em thấy đặc biệt ở đâu? Là những cái khu du lịch nè, rồi những cái chỗ mà thuộc về cho bán cháo dinh dưỡng á, thì họ lấy những sản phẩm này tặng cho các bé đồ chơi cho em rất là nhiều. Cái mẫu này thì lưu ý là nó có hai màu nha anh chị và các bạn. Hai màu là cái mẫu con cái mẫu bóng bạc nè, bóng bạc hình con siêu nhân nè, nó có hai mẫu, nó hai màu nha. Thì ở hiện tại là em thấy là có hai màu, nhưng mà sau này nó có nhiều màu, có màu khác nữa thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn xem. Cái mẫu tiếp theo em muốn review đó là cái mẫu cũng hình bóng bạc luôn, mà trên này nó in cái hình con chuột mít khay, anh chị nhìn ha. Rồi em cho anh chị xem chi tiết nè. Thì bên đây nó cũng vậy thôi. Thì bên này nó cũng in vậy thôi anh chị và các bạn. Mẫu này cũng có hai màu. Đây là màu này. Nó màu hồng luôn. Hai màu. Đây là màu hồng nè. Thì nó in cái hình nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà nó khác nhau về cái màu sắc thôi, màu hồng và màu xanh ha. Thì trước mắt là hiện tại thấy có hai màu thì em review cập nhật cho anh chị hai màu, nếu sau này có thì em sẽ cố gắng cập nhật thêm. Thì ở đây em cũng có bơm sẵn nè, anh chị các bạn xem ha. Đó. Nó cũng tròn, cũng đẹp, dễ thương. Như cái mẫu màu hồng nè.
Em có lưu ý nha, những cái sản phẩm này thì khi mình lủng thì mình vá được, thì cách vá như thế nào thì anh chị và các bạn có thể xem những video trước của em á, tại vì em đã làm cái clip là nói về cách vá rồi. Rồi cái lưu ý nữa nè, anh chị và các bạn thường hỏi khi mua cái hàng bóng bạc này nè, thì cái cây nòng này mình có bán luôn không? Đính chính lại là cái sản phẩm này là em review và bán á, là chỉ bán cái hàng bông bóng bạc thôi nha. Và cái sản phẩm này, cái cây này nó cũng bán riêng luôn chứ không có chung trong sản phẩm nha anh chị và các bạn. Nó cũng là dụng cụ rất cần thiết cho cái quá trình bán bơm bóng bạc này nha. Rất là cần thiết. Thì cách bơm như thế nào thì anh chị và các bạn có thể xem những video trước của em để biết được cách bơm. Sản phẩm này nó bơm có thể mình bơm bay được và có thể mình bơm cây là bơm như thế này nè. Để mình cầm cho con em ta chơi á, hoặc là mình trang, còn nếu như anh chị và các bạn trang trí á, thì mình tháo khỏi lấy cây cũng được, là anh chị phải cố gắng buộc sao cố định. Rồi cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều.